Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính sách nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Điều động hơn 263.200 cán bộ chiến sĩ, dân quân, 3.380 phương tiện ứng phó bão Noru. Quân đội và các địa phương đã điều động hơn 263.200 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia ứng trực và sẵn sàng ứng phó với bão số 4. Hơn 3.380 phương tiện các loại cũng được điều động sẵn sàng phối hợp với các địa phương để ứng phó với bão. Chiều qua, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơn bão số 4, tên quốc tế là Noru, đang diễn biến phức tạp. Quá trình di chuyển ngày một mạnh lên và được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua. Các phương tiện lực lượng đang tích cực điều động, chuẩn bị mọi mặt để ứng phó với bão. Theo Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trước tình hình phức tạp của cơn bão, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng vũ trang quân khu 3, 4, 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động điều động lực lượng phương tiện ứng phó tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn cho hơn 57.800 phương tiện chủ động di chuyển tránh bão Noru. Hiện tại, quân đội và các địa phương đã điều động hơn 263.200 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia ứng trực và sẵn sàng ứng phó với bão số 4. Hơn 3.380 phương tiện các loại cũng được điều động sẵn sàng phối hợp với các địa phương để ứng phó với bão. Tính đến chiều qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 57.800 phương tiện với hơn 299.600 người đang trên biển biết diễn biến, tình hình và hướng đi của bão số 4 để chủ động di chuyển, phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nóng, những điều cần biết về bão số 4, bão Noru. Chiều qua, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về diễn biến cơn bão số 4 bão Noru, những tác động của bão về gió mạnh, mưa lớn, nước biển dâng. Đặc điểm của bão số 4 bão Noru. Bão số 4 bão Noru là cơn bão có cường độ mạnh, cường độ bão thời điểm trước khi đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines, cường độ đạt mức cấp 15 giật cấp 17. Sau đó khi đi vào Biển Đông, sáng nay cường độ đã yếu đi còn mức cấp 12 giật cấp 14. Theo số liệu thống kê, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6, Sangsene tháng 9 năm 2006, bão số 9, Kestana tháng 10 năm 2009 và bão số 9, Molave tháng 10 năm 2020. Tốc độ di chuyển của bão số 4, bão Noru là khá nhanh, trung bình khoảng 20-25 km/h. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nên ngay khi bão vừa vào Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo quyết định phát tin bão khẩn cấp. Diễn biến của cơn bão số 4, bão Noru. Dự báo trong 24-48 giờ và cả sau đoạn 48 giờ, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, độ đạt mạnh nhất khi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cường độ ở mức cấp 14 giật cấp 16, nhận định trong khoảng từ sáng đến trưa mai bão số 4 bão Noru sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó bão đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Ảnh hưởng và tác động của cơn bão số 4 bão Noru. Trên biển, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền.
từ gần sáng ngày mai, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày mai có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày mai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn. Từ chiều nay đến ngày mai ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ mai đến hết tháng, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng xảy ra lũ được chia làm hai kịch bản. Kịch bản mưa lớn 250 đến 350mm. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn, Quảng Nam và các sông ở Phú Yên lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, sông Vu Gia, Quảng Nam. Sông Vu Gia, Quảng Nam, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức báo động 2, báo động 3, có sông lên trên báo động 3. Kịch bản mưa lớn trên 400mm. Đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên mức báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Quảng Bình, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị, Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, Huế, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi, Bình Định, An Lão, Hoài Nhơn, Hoàn Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, Phú Yên, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, Kon Tum, Đắk Lê, Đắk Tô, Đắk Hà, Con Plong, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Gia Lai, Man Giang, Phú Thiện, Ayupa, Krông Pa, An Khê, Kapang, thị xã An Khê. Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, bão Noru. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 1136/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2022 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là trưởng Ban chỉ đạo tiền phương. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, bão Noru. Quyết định nêu rõ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 năm 2022. Cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm Phó trưởng Ban thường trực. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn phòng chính phủ, văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó bão số 4, bão Noru. Ban chỉ đạo tiền phương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 4, bảo đảm kịp thời hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng nhân dân, hạn chế thiệt hại do bão, chỉ đạo giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành liên quan bảo đảm công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo tiền phương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đà Nẵng sẽ cưỡng chế nếu người dân cố tình ở lại trên tàu thuyền. Nhấn mạnh bão Noru là cơn bão rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo không cho tàu thuyền ra khơi, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thực hiện.
Sáng qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Đà Nẵng cho biết, để tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão Noru, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo phân công phụ trách lĩnh vực địa bàn chủ động tổ chức kiểm tra chỉ đạo ứng phó với bão, trong đó đặc biệt chú ý công tác di dân tránh bão. Nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện được yêu cầu khẩn trương rà soát lại phương án di dân để thực hiện có hiệu quả, đồng thời chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân nơi sơ tán dân đến. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm qua. Thời điểm cho tàu thuyền ra khơi khai thác lại, giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận ven biển có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu bắt đầu từ 20 giờ ngày hôm nay, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao các sở thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao kiểm tra, xử lý các công trình viễn thông, các bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn, hoàn thành trước 20 giờ ngày hôm qua. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra, có phương án xử lý thích hợp khi các hầm chui bị ngập nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố sẵn sàng lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp trong công tác ứng phó với bão lũ khi có đề nghị, tham mưu việc cấm đường khi cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Khẩn cấp ứng phó bão Noru với tinh thần quyết liệt nhất. Tại công điện số 855 CDTTG, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 855 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng. Các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, thông tin và truyền thông, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi vào gần bờ, bão Noru có thể vận mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Công điện nêu, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16 khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa. Khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày hôm nay, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Ứng phó bão Noru, bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!